đôi ta bắt đầu. Có đớn đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau? Có đôi mắt nào buồn hơn bông mi em tuôn sầu? Cô đắng cay nào bằng anh vui vàng qua máu? Người con gái đang đi bên anh là người như thế nào? Sợ người ta không yêu thương anh, em biết phải làm sao? Chúc Linh Vy, chúc tất cả mọi người buổi trưa vui vẻ. Vui gì sức khỏe. Chia sẻ cho hai chị em ạ. Xin cảm ơn Bình Đinh Như. Hẹn nhớ nhớ. Đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu. Có đớn đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau? Có đôi mắt nào buồn hơn bờ mi em tuôn sầu? Cô đắng cay nào bằng anh vui vàng qua máu? Người con gái đang đi bên anh là người như thế nào? Sợ người ta không yêu thương anh, em biết phải làm sao? Nếu một ngày người anh yêu bụi bặm, anh đừng cần những thứ cao xa. Cảm ơn tất cả các anh chị nước nhiều. Tuyệt vời ánh mặt trời. Chia sẻ, và nếu như mình đặt hàng 3 đến 4 ngày mình vẫn chưa nhận được hàng thì kiểm tra đơn hàng lại giùm em bằng cách là để lại số điện thoại giùm em nha các anh chị nha. Rất cảm xúc và sâu lắng. Yeah. À, vì em đã quá yêu anh nên mình để cho nó máu nha. Cũng ngày xin chúc mà đi. Hôm nay là thứ 6 là mình phải máu nha các anh chị. Chia sẻ thật là nhiệt tình cho hai chị em nha, các anh chị yêu của mình ơi. Xin mời tất cả các anh chị mình thưởng thức một ca khúc được mang tên Vì Em Đã Quá Yêu Anh.
Thu Hoài chia sẻ cho hai chị em nha. Gặp anh đêm ấy làm lòng mình như quá dài, từ trong phút giây biết em đã yêu anh từ lúc này. Và anh đã đến đến với em nồng say. Nào em có hay lúc không còn yêu đau lòng thế này. Dù anh đã biết trước yêu anh nhiều, và em đã thấy chiều buồn lại rơi trên đôi hàng mi cay. Cần một vòng tay yêu thương nồng say. Cần một nụ hôn cho ta ngừng tranh vinh. Quân đời chờ chỉ anh không còn yêu em, nhưng em quá yêu đôi cơ mai tiếc nuối vì em đã quá yêu ai. Yeah. Vậy chưa vậy vậy cho nó vui ha. Người không nắng ấm, một ngày dường như quá dài. Ngày anh bước đi, nắng không thèm buông lưng lơ chút gì. Lặng im không nói, nói với em một câu, nói với em một câu. Nhìn đôi mắt sâu, biết không phải anh như là lúc đầu. Còn mong chi nữa dấu yêu hôm nào, hôm nào. Còn mong chi nữa chiều buồn lại rơi trên đôi hàng mi cay. Cần một vòng tay yêu thương nồng say say. Tình mình còn đây nhưng anh đổi thay. Anh không thương, anh không nhớ, anh không cần trái tim em. Chiều buồn lại rơi trên đôi. Cần một nụ hôn cho ta ngừng tranh vinh. Quân đời chờ chỉ anh không còn yêu em, nhưng em quá yêu đôi cõi mãi tiếc nuối vì em đã quá yêu ai. Cái beat này nó bị lỗi á. Nhưng anh đổi thay, anh không thương, anh không nhớ, anh không cần trái tim em. Chiều buồn lại rơi đôi môi lại run lên. Cần một nụ hôn cho ta ngừng tranh. Chờ chỉ anh không còn yêu em, nhưng anh quá yêu đôi cơ mai tiếc nuối vì em đã quá yêu em. Chị nhớ là có khúc cái dạo 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 nó đúng rồi à, đó của Mỹ Tâm á, cái dạo dạo dạo. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Vừa kết thúc hai bài thôi mà các chị cho lên gần sáu củ luôn rồi, nhiệt tình quá. Chia sẻ thêm nha các chị. Và nếu như ai có nhu cầu đặt hàng bên em thì để lại số điện thoại giùm em ha. Tăng cân, giảm cân, tất cả mặt hàng bên em đều miễn phí ship nha các anh chị. Chỉ cần để lại số điện thoại giùm em nha. Ai có nhu cầu đặt hàng, nhanh tay đặt hàng để mình làm đẹp ăn Tết đi nào. Tết đến rồi, cùng làm đẹp thôi. Hát ngoài xuân đi lên. Điệp khúc mùa xuân hả? À, cái điệp khúc cũng được mà là liên khúc xuân cũng được. Có xuân nha. Không điệp. Có liên khúc xuân. Bữa nào em với chị phải tập nhạc xuân nhiều. Tại vì sắp đến xuân rồi. Mà toàn hát gì đau khổ mà. Xuân đã về. Đấy, hay đấy. Đấy. Cảm ơn rất nhiều các anh chị. À, hai chị em đã kết thúc xong ba bài rồi. Bây giờ là đến cái chương mục mà chia sẻ và hướng dẫn các anh chị mình làm đẹp để mình cùng nhau ăn Tết nha các anh chị nha. Nam nữ gì cũng có thể sử dụng được những sản phẩm bên em. Và nam thì mình có thể tăng cân hoặc là giảm cân theo ý muốn. Còn phụ nữ thì mình có thể làm đẹp bằng phương pháp là sử dụng những cái dòng chất lượng như là kem trị nám hoặc là những cái dòng kem trắng da để mình có được một cái mùa Tết, một cái mùa xuân trọn vẹn hơn các anh chị ha. Để lại số điện thoại nha các anh chị ơi. Tăng cân là 350.000 một hộp nha các anh chị. Thảo Mộc Thảo Dược tăng cân hỗ trợ cho mình ăn ngon ngủ ngon.
và sẽ làm cho mình tăng cân tăng ký rất là tự nhiên luôn. Một hộp có giá là 350, cảm ơn Trần Thành ạ. Người lớn sử dụng cho mấy một ngày 2 viên, trẻ em sử dụng 1 ngày 1 viên, và thành phần của nó là gồm tất cả các loại thảo mộc như là bột ngũ cốc, cao phục linh, đinh lăng, tạo xoắn, mã đề và mầm lúa mạch. Cho nên nó sẽ hỗ trợ cho mình ăn được, ngủ được và mình sẽ tăng cân cực kỳ là tự nhiên luôn. Người lớn uống 1 ngày 2 viên, trẻ em uống 1 ngày 1 viên nha các anh chị. Chỉ cần để lại số điện thoại trực tiếp cho em, mình sẽ được tư vấn rõ ràng hơn. Ai muốn tăng cân an toàn, không tích nước, không làm cho mình bị xuống cân trở lại thì để lại số điện thoại giùm em ha. Chỉ có 350 tiền thôi nha các anh chị của mình ơi. Còn những cái dòng kem chỉ nám, kem chỉ tầng nhang, những cái dòng kem chất lượng bên em thì ở đây đi. Ai muốn làm đẹp thì đều có hết trơn luôn nha. Toàn là những cái dòng kem chất lượng. Hát nhạc trữ tình ok chút xíu ha. Cho chị Lam Vi hát, ca sĩ Lệ Quyên. Lệ Quyên, phiên bản thứ hai đó các anh chị. Chia sẻ và yêu cầu bài hát cho hai chị em nha các anh chị nha. Đừng quên là nếu như có nhu cầu đặt hàng thì mình chỉ cần để lại số điện thoại. Tại vì mua hàng bên em các anh chị sẽ được miễn ship, được tặng quà mà còn được kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn. Quá là tuyệt vời, chỉ có bên Duy Trình mới có này thôi nha các anh chị nha. Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn rất nhiều. Còn tư vấn thì chỉ cần bình luận lại cho em ha, hoặc là chỉ cần để lại số điện thoại trực tiếp luôn, để em gọi cho mình luôn, để em gọi trực tiếp cho mình để tư vấn nha các anh chị. Hello, xin chào các anh chị. Ok, bây giờ là hát thêm đi. Thêm một bài sôi động nữa đi. Rồi bắt đầu mình sẽ tiếp tục tư vấn và hướng dẫn các anh chị sử dụng những cái dòng sản phẩm chất lượng ha. Hello Thi Thảo, Thảo Thi. Bài gì đây chị gái ơi? Yêu cầu đi. Yêu cầu đi các anh chị ơi. Mình gia nhân gì? Nhận hàng rồi. Mình nhận hàng rồi. Cảm ơn chị. Trẻ mấy tuổi là 5 tuổi là sử dụng được nha chị Nguyễn Thị Vina ơi. Cảm ơn Đinh Nhân, Kim Bi. Bình Đinh Nhu, Đinh Hu gì nè. Cảm ơn bạn. Tên khó đọc quá. Hát nhạc trữ tình ok. À, một bụng mà. Nguyễn Liên, cảm ơn Nguyễn Liên. Đỗ Hạnh, hello chị gái. Một bụng kìa chị, xả bụng ra đi. Vi hát rồi, tụi em lại Vi. Trường ba, anh Toàn. Hát một, em ước nguyện đầu xuân hát được không ta? Được. Chơi nha. Chơi. Hát nhạc xuân đi cho nung nào các anh chị ơi. Quê em mùa nước lũ. Ok. Tết đến là nước lũ đâu đây nữa. Một rừng hoa mai nở, một bầy chim én đưa tin, Chúa xuân giáng trần thân sinh. Năm rồi em trăng gầy, năm này em mới tròn trăng. Đón xuân thấy lòng bâng khuâng, vì em biết yêu rồi trong. Một đời nhân nghĩa thương mang đi anh nghĩ đẹp trời ban. Ngưỡng trong đêm giao thừa, hoa lộc khoe sắc mọi nơi. Điều mừng xuân ngang hương say mong phước lập tràng tay ôm nắng xuân trong lòng môi hồng âu ý nụ hôn đông xuân nữ quyện đêm nay đời ta có nhau ngày mai. Ngọc Thu.
đẹp tình thương. Dù người sang hay nghèo đều mừng xuân ngát hương say, ý mong phước lộc tràn tay, ôm nắng xuân trong lòng, môi hồng âu yếm nụ hôn, đón xuân ước nguyện đêm nay đời ta có nhau ngày mai, đón xuân ước nguyện đêm nay đời ta có nhau ngày mai. Xuân đến rồi con ơi. Dạ, giảm cân bên em thì là một liệu trình 1,1 triệu nha. 1,1 triệu thì mình sẽ sử dụng được một tháng, xuống được từ 3 đến 8 kg một tháng nha các anh chị. Để lại số điện thoại giùm em ha các anh chị nha. Trời ơi, quá trời Lan Vy, hôm nay là xuất hiện Vy cái là Linh ra rìa, không ai điểm xía tới em, giống như là em là ngồi em nền cho chị. Em là một cái bậc thang để cho chị trên cao. Im đi. Cuộc sống mà, ai đẹp là có quyền các anh chị ha. Fan của Linh đâu, vô đây. Vô đây chỉ ngược lại Lan Vy à. Thôi đừng ai chửi ai á. Đừng ai chửi tôi luôn. Một gia đình hết mà. Cảm ơn ạ. Ai muốn tăng cân, muốn giảm cân nè. Còn những ai đang bị nám thì hãy sử dụng những cái dòng kem nám chất lượng bên em. Cảm ơn Liên Nguyễn. Kem nám bên em là một cái dòng kem cao cấp và chất lượng hàng đầu luôn nha. Bên Duy Trinh luôn nha các anh chị nha. Một cái dòng kem cực kỳ là chất lượng, không những là trị nám không mà nó còn là kem dưỡng trắng da, mờ vết thâm và giúp phục hồi cái làn da của mình, giảm nếp nhăn nha các anh chị. Một hộp thì có giá là 950.000. 950.000 một hộp. Các anh chị mua thì bên em sẽ tặng cho mình một hai phần quà đi kèm. Thứ nhất là một chai dưỡng trắng toàn thân thì giá 480 và tặng thêm cho mình một tiết sữa rửa mặt thì giá 250.000 nữa nha các anh chị nha. Mua có một hộp kem nám và được tặng hai phần quà rất là hấp dẫn luôn. Chỉ cần để lại số điện thoại cho em nha các anh chị của mình ơi. Linh đẹp gái nhưng Vy hát hay hơn em. Cảm ơn chị. Thôi mà, cái điều đó thì ai cũng biết mà. Rồi. Chị muốn hỏi giảm mỡ bụng. Bảo Vy có luôn à. Giảm mỡ bụng là 180 một tiếp nha. 180.000 một tiếp. Gieo thao tan mỡ bụng miễn phí ship cho mình luôn. Gieo tan mỡ bụng. Mua hàng là được miễn phí ship các anh chị. Chỉ cần cho em số điện thoại và bên em sẽ gọi tư vấn cho mình cũng như là chốt đơn hàng nha. Cứ để lại số điện thoại nha các anh chị. Cảm ơn mọi người. Hello chị Minh Sang yêu thương. Cảm ơn Nguyễn Nguyễn. Nguyệt Nguyễn cảm ơn ạ. Thấy không, Linh thần tượng thấy chưa? Đỗ Thu Phương cảm ơn. Ấn tuổi thân đó nha. Buồn hồi khóc đi về luôn. Thanh Dung Đào cảm ơn ạ. Cứ để lại số điện thoại giùm em nha các anh chị. Mua hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại. Phương Lê cảm ơn. Thơm Lê em cảm ơn luôn. Tâm Ngô. Nhanh tay nào các anh chị ơi. Đặt hàng thì sẽ được nhận quà để mình làm đẹp cùng nhau ăn Tết đi nào. Tết đến rồi. Mẹ tôi à. Mẹ tôi. Cao Quỳnh Ly. Sao anh ra đi? Em ơi lên phố. Hát được chèo không bạn ơi? Đây miền Nam không mà chị ơi. Hiền Trương. Để lại số điện thoại nha các anh chị ha. Nếu mình cần tư vấn nè. Những ai muốn tăng cân nè. Trẻ em, các ba, các mẹ nào có bé nhà mình trên 5 tuổi. Bé biến ăn còi xương hoặc suy dinh dưỡng thì cũng có thể cho bé sử dụng tăng cân bên em ha. Một hộp là 350.000. Lưu Thu Hiền em cảm ơn ạ. Ok, ship cho mình một tiếp nhé. Cảm ơn Bảo Vy. Chị vừa nhận được nám rồi. Cảm ơn Nguyễn Nguyễn. Có nhận phần quà chưa? Cảm ơn Thanh Phạm Thị. Thanh gì thương lắm. Cảm ơn Thanh Thanh. Cảm ơn các anh chị. Bây giờ là chuyên mục bộ. Các anh chị mình chuyên mục khen bé Linh hả? Hết khen chị Vy xong nó bắt đầu ào ra khen mình em. Sợ con bé nó tội thần. Phạm Thái. Yêu sự mộc mạc. Cảm ơn chị Hạnh Vy ạ. Thần tượng cả hai luôn. Cảm ơn tất cả các anh chị. Để lại số điện thoại đi để mình có thể được nhận những cái phần quà hấp dẫn. Có kem nám, kem tàn nhang và đặc biệt là những cái dòng kem body sử dụng toàn thân. Bật và hơn là son với phấn nha các anh chị. Đừng quên son phấn bên em nha. Son 5AC mỗi một thỏi là 280.000. Mua 3 thỏi tặng 2 phần quà nha. Một tặng một hộp phấn với lại tặng thêm cho mình một hộp kem body nha các anh chị. Mỹ phẩm 5AC càng dùng càng mê. Từng yêu hết rồi. Mẹ tôi à, mẹ tôi biết hát không Linh? Không. Có biết không? Biết thì coi coi đây. Mẹ tôi. Nữ. Có bài gánh mẹ. Đó. Đây hả? À. Chưa lưu. Chưa lưu. Không lưu là không hát được. Đây hả? Hát gánh mẹ được. Gánh mẹ được. À bữa có ai có đôi gánh mẹ nhưng mà chú Trinh bảo là chưa có biết.
Trời ơi, chú Trinh hát sau em nữa mà ổng kêu em tập đi. Em hát cái bài này từ năm ngoái tới năm nay rồi, ổng mới hát đây mà ổng kêu em tập đi. Gánh mẹ nha. Gánh mẹ nha các anh chị nha. Một ca khúc rất là sâu lắng. Xin mời mọi người mình cùng mở hết volume để mình cảm thưởng thức âm nhạc. Đeo tai nghe vô. Đeo tai nghe và bật hết volume, chọc thẳng vô trong màn nhĩ nghe cho nó phê. Mẹ già là sấm xa cây, lửa đâu là dùng tôi này gánh sao. Mẹ ơi sông biến ra trời, cuốn sâu gánh hết không lo một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi, đâu bằng bông hiu giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con con. Cho con gánh cả đôi vai, thân còn lặng lội sớm mai vai cây. Mẹ già là sấm xa cây, lửa đâu là dùng tôi này gánh xa. Bông hiu giữa trời bao la, cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con, để sau người gánh chính là rồi hát gánh mẹ xong rồi mua hàng đi các anh chị ơi. Mua hàng ủng hộ cho hai chị em đi nào. Ai muốn tăng cân, muốn giảm cân? Em bé có uống được collagen không? Collagen uống đẹp da cho người lớn. Em bé uống làm gì chị ơi? Giọng Linh trong sáng, giọng Vi ấm, cảm ơn à. Yêu mọi người có chất giọng hả các anh chị ha. Đó, nếu mà giống giọng nhau hết thì đâu có trên đời có mình ca sĩ Lệ Quyên thôi. Đừng che nha, đừng che. Ai tội nghiệp thì em sượng liền. Hát chạm chạm trái tim. Cảm ơn à. Son hồi nãy có chị hỏi là son có bị nhiễm chì không? Bên em có phiếu bảo hành môi cho chị. Nếu như chị đi test son bên em có phát hiện chì hoặc là chất cấm trong son thì bên em sẽ đền bù cho mình ngay lập tức là 5 triệu nha các anh chị nha. Mình cứ đi kiểm duyệt son đi à các anh chị, không hề có một chất chì hay là gây thâm môi. Những ai sử dụng son 5AC bên em thời gian dài là nhìn lại môi của mình là cũng có thể biết là nó sẽ không có bị thâm môi, mà nó có một cái màu hồng 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 rất là dễ thương luôn. Hồi xưa là cái môi của em nó bị thâm chì rất nhiều, nhưng mà từ khi em sử dụng xong 5AC thì nó cải thiện lên đó. Nó làm cho mình là không còn thâm môi nữa, mà cái môi của em bây giờ nó rất là cải thiện hơn hồi xưa rất nhiều các anh chị. Một thỏi là 280, mua 2 thỏi tặng cho mình 1 thỏi son kem nha các anh chị nha. Mua 2 thỏi son sáp tặng 1 thỏi son kem. Cứ để lại số điện thoại để mình được tư vấn thêm, mua hàng sẽ được miễn phí ship nha các anh chị. Hôm nay Linh có chị ngồi vui. Đúng rồi, có chị, có người hát chung thì đỡ mệt hơn rất nhiều. Đỗ Thu Phương em cảm ơn. Hôm nay cũng trái giờ đó. Giảm cân có hiệu quả không em? Giảm cân thì nó tất nhiên phải có hiệu quả rồi chị. Đã giảm cân là phải có hiệu quả. Nhưng mà bên em nó sẽ hiệu quả chậm hơn là thuốc nha. Tại vì thuốc thì nó sẽ làm cho mình bị mất nước và mình sẽ giảm cân nhiều hơn. Còn cái này là thảo mộc hỗ trợ giảm cân, cho nên nó không làm cho mình giảm cân nhiều, mà nó sẽ làm cho mình là giảm với một cái chế độ tự nhiên, theo một cái chế độ sinh học theo cơ thể của mình nha các chị nha. Xong là 280 nha, 280 ngày một thỏi, có 5 màu luôn, đỏ cam, cam đỏ, cam đất, hồng đất và đỏ ruby nha các anh chị. 5 màu bên em. Hồng sĩ cảm ơn bạn. Cứ để lại số điện thoại nếu như ai cần tư vấn nha. Và giảm cân hoặc là tăng cân thì đều là những cái thành phần thảo mộc thảo dược luôn. Phấn nước là 290 ngày một hộp phấn nước. 290 một hộp phấn nước, mua 2 hộp phấn nước tặng 1 thỏi son. Đang cho bé bú được collagen không ạ? À? Mình đang cho bé bú là sử dụng được nha Liên Huỳnh. Tại vì collagen là dạng viên uống làm đẹp đó. Uống đẹp da để phục hồi cái làn da của mình rất là tốt. Chị nám bao lâu? Cái gì? Da ra ạ? À, là gì? Không hiểu luôn á. Đó. Da ra là gì? Nguyễn My Thảo cảm ơn ạ. À. Thúy Trần em cảm ơn nha. Cứ để lại số điện thoại cho em. Kêu gọi bác sĩ ở đó cho mọi người nghe đi. Dạ vâng, để cho Linh tư vấn một chút xíu thôi. Tất cả mọi người mua hàng rồi. Dạ, Long sẽ trở lại với những ca khúc trữ tình ha. Kem chị sẹo là không có, bên em không có xem kem chị sẹo nha. Chỉ có kem chị nám và tàn nhang thôi.
Em gái là dùng son màu đỏ cam nha chị Hồng Lê ơi. Trị thâm có hiệu quả không? Chị bị mụn. Nhưng bây giờ nó gì? Chị cứ để lại số điện thoại cho em nha Đỏ Hoa ơi. Mua hàng có được miễn phí ship hàng nước sang nước ngoài không? Nước ngoài thì bên mình phải chịu tiền ship giùm em. Bên em có thuốc tăng cân cho trẻ 5 và 9 tuổi có bị tích nước không em? Bên em là thảo mộc hỗ trợ tăng cân cho bé ăn được ngủ được, không phải là thuốc cho nên không có bị mập nước. Chị ơi, tư vấn em thuốc tăng cân đi. Thảo mộc tăng cân một hộp là 350, 350 ngày một hộp. Người lớn sử dụng một ngày 2 viên, trẻ em sử dụng một ngày 1 viên và sẽ tăng được ít nhất từ 2 đến 3 kg một tháng nha các anh chị. Và thành phần tất cả đều là thảo mộc gồm bột ngũ cốc, cao phục linh, mầm lúa mạch, đinh lăng, tạo xoắn mã đề và bột ngũ cốc. Đó, tất cả đây là thảo mộc cho nên là nó sẽ làm cho mình ăn được ngủ được, không phải là thuốc. Đây không phải là thành phần thuốc nha các anh chị, nhớ rõ giùm em là thảo mộc tăng cân, làm cho mình ăn được ngủ được mà sẽ tăng cân được 2 đến 3 kg một tháng thôi, còn thuốc thì nó mới làm cho mình tăng nhiều nha. Người ta hay nói tăng chậm mà chắc đó các anh chị, thà chậm chậm mà nó chắc hơn, còn tăng mà 5 6 kg, 7 8 kg một tháng trời nó mập nước. Nó toàn là tích nước cho mình thôi. Yến là buổi hát vào buổi tối nha Bim Trần. Rồi, Lệ Quyên à, Lệ Quyên quá rồi, Lệ Quyên ơi. Quá rồi Lệ Quyên ơi. Có kim chị Năm. Hồng gấm ơi, 950 một hộp, mua một tặng hai phần quà. Cô Thắm không về nữa kìa. Đó. Hát bài bolero đi các chị ơi. Có gì à? Chị kìa, hát bài bolero cho người, bolero cho người ta nghe đi. Đoạn tuyệt hả? Tuyệt như biết là bây giờ muốn hát khúc đồng. Cái bài gì à? Mưa nửa đêm hay á. Ok. Em chưa ngủ. Mưa nửa đêm. Cái khúc đồng sao sao. Đây à, Lệ Quyên hát đây các anh chị. Sau đây là một ca khúc bolero được mang tên Mưa nửa đêm. Xin mời tất cả các anh chị mình cùng lắng nghe. Ok, Thúy Trần cho em số điện thoại. Thắm Hoàng em cảm ơn. Cảm ơn tất cả các anh chị vừa kết thúc một cái khúc đường mang tên Mưa nửa đêm. Nếu như mình có nhu cầu thì mình cứ để lại số điện thoại trực tiếp cho em nha các anh chị ơi. Để lại số điện thoại để hai chị em có thể tư vấn cho tất cả các anh chị của mình. Tăng cân giảm cân tất cả mặt hàng đều miễn phí ship nha các anh chị ha. Nếu như mình muốn làm đẹp thì mình chỉ cần làm đẹp ngay thời điểm này, tại vì còn đúng 56 ngày nữa thôi là đã đến Tết rồi. 56 ngày nữa thôi là đã đến Tết rồi các anh chị. Làm đẹp thì nhanh nhanh tay giùm em ha, để mình có được một cái vóc dáng cũng như là một cái cơ thể, một thân hình để mà thật là đẹp, thật là tuyệt vời, để mình ăn Tết. Một năm trời mình lam lũ cực khổ rồi, bây giờ là cái thời điểm để mình ăn Tết và làm đẹp các anh chị ha. Ai muốn tăng cân, muốn giảm cân, muốn đẹp da, sáng da, hoặc là muốn giảm cái tình trạng nám da của mình, bên em cũng có một cái dòng sản phẩm rất là chất lượng, đó là dòng kem dưỡng da, dòng kem trị nám. Và dòng kem dưỡng da thì những ai mà đang có cái làn da của mình mà bị nhiễm chì nhiều quá nè, hoặc là bị nhiễm những cái độc hại độc tố do là mình sử dụng kem trộn nhiều, hoặc là những cái dòng sản phẩm không chất lượng, thì nó sẽ làm cho làn da mà bị mỏng, bị bào mòn đi, hoặc là bị nổi chỉ đỏ, ngân đỏ đó. Thì da của mình nó đang bị hại rất là nhiều các anh chị. Thì mình có thể dưỡng da của mình bằng cách sử dụng cái dòng kem dưỡng bên em. Thì cái này là nó vừa dưỡng da, vừa ngăn ngừa lão hóa, giúp phục hồi, và nó sẽ giảm cái tình trạng nếp nhăn da của mình nữa, rất là tốt. 900 ngàn một hộp các anh chị, một cái dòng kem chất lượng nhất bên em ha. 900 ngàn. Mua một hộp này thì em tặng cho mình một hộp kem body và một tiếp sữa rửa mặt chỉ giá 250, và kem body là 350 ngàn. Nghe cái gì? Các anh chị nói cái chị luôn. Cà lâm. Nói mà bị cà lâm đó các anh chị. Khuyến mãi bao giờ hết? Đồng Thị Hạnh nghe nói là sắp hết mà cũng chưa biết bao giờ. Lục Bình Trôi cảm ơn. Cứ để lại số điện thoại nha các anh chị ha. Ai muốn dưỡng da để làn da của mình nó sẽ sáng trắng, thật sự là rất chắc khỏe lại, thì mình hãy sử dụng những cái dòng kem chất lượng khác. Khi mà sử dụng một cái thời gian dài quá thì làn da của mình nó sẽ rất là yếu luôn. Dưỡng da lại nha các anh chị nha. 900 ngàn miễn ship nè, dòng mỹ phẩm Queen Line. 12 tuổi không giảm cân được nha giọt sương, 16 tuổi mới có thể giảm cân được nha giọt sương ơi. 12 tuổi là cái tuổi mà trưa dậy thì nữa chị, không nên giảm cân. Linh đánh màu đỏ cam à, Tường Hải ơi. Chị 6 hộp collagen, cảm ơn Hữu Hoàng được tặng một cái phần quà khủng nha chị gái. Cho em số điện thoại đi nào. Cho anh một thỏi son, Phong Phương cho số điện thoại luôn.
Em hát hay như ca sĩ Vi, bài Mưa Nửa Đêm Lan Vi đẹp lắm nha. Yêu thế. Yêu thế. Nhanh tay nào đặt hàng thì cần để lại số điện thoại cho em nha. Tăng cân hoặc giảm cân bên mình có bán mic khác không? Có luôn. Mic từ 1,6 triệu cho đến 10 triệu. 1,6 triệu đến 10 triệu một cái nha các anh chị. Ai có cần nhu cầu mua mic thì cũng để lại số điện thoại kèm mic cho em, để em có thể tư vấn cho mình qua số điện thoại nha. Chắc mơ có thật. Bà đã có là cái bé không Linh? Không. Xuyến Chi 950 nha chị. Mấy bài lại em không biết, lại không có tập. Không có tập mấy bài nữa. Là không lấy bé là không hát được hả? Ừ. Phải tập mới được. Tăng cân người lớn bao nhiêu tiền? Cũng 350 và hai hộp là 600.000, trẻ em cũng 350 nha các anh chị, nó đồng giá như nhau thôi mà nó cũng là một sản phẩm thôi. Nhưng mà chỉ khác một cái là người lớn uống ngày 2 viên và trẻ em uống ngày 1 viên. Kem dưỡng cao cấp dùng thích lắm, xin cảm ơn Ken Ken ạ. Cho hỏi collagen là 450 một hộp như Thanh Hương, 450.000 một hộp collagen miễn phí ship. Và collagen uống là rất là đẹp da luôn và nó làm chậm quá trình lão hóa luôn à. Cảm ơn Tâm Ngô. Chị thích giọng hát trong nhóm gì cho nhanh quá. Mình muốn đặt hàng qua Đài Loan. Ok Giọt Sương ơi, mình ở Đài Loan thì mình có thể nhắn tin vào giùm em một cái, hoặc là mình chỉ cần để lại số điện thoại của Đài Loan cũng được. Chị nhận được hàng rồi nhưng không, sao không bóp ra được? Không bóp cái gì chị? Không bóp cái này hả? Chị xoay một vòng, chị xoay một vòng rồi nó sẽ bung lên. Trời ơi trời, bà nhận được hàng rồi mà không biết bóp được, không biết bóp cái gì luôn. Có tặng, có trắng body không? Có luôn, bao body bên mình là 480 một chai đây. Một tuần thôi là bật tông sáng da liền. Bật tông thôi nha, chứ nó mà trắng bóng là không có. Nó bật tông có nghĩa là nó bật cái tông da của mình lên á. Và nó sẽ trắng lên hơn rất là nhiều nha các anh chị. Cảm ơn, cứ để lại số điện thoại cho em nha. Tăng cân hoặc giảm cân nè. Có ai cần tư vấn gì được không mọi người ơi? Cảm ơn Huệ Nguyễn nha, cảm ơn ạ. Trương Ánh Hồng. Hát đi chị ơi, hối hoài. Giảm cân bao nhiêu một hộp? 550 một hộp, nhưng mà bên em bán một liệu trình là 1,1 triệu một tháng, còn một hộp thì chú uống được 15 ngày thôi. Mic của Linh hát là giá 4 triệu, mic của chị Vi hát là giá 8,5 triệu nha. Chiều xanh ga. Linh hát nhạc trẻ là xưa rồi nha. Mới có tặng quà gì không, nó vẫn như nhau thôi, chứ không có phải khách mới hay khách cũ. Lần đầu gặp anh khi phố kia chưa lên đèn, giờ này gặp nhau trên sân ga chiều loạn nắng. Vùng về hỏi thăm tàu mùa xuân, ai biết em đang mong chờ. Tàu về tàu đi như mang theo niềm thương nhớ. Trong chốt sáng để lại số điện thoại. Anh biết đâu em hơn rồi, mà em ứng hồng vì thẹn thùng khi bên nhau. Trên sân ga chiều gặp anh, ngỡ như mình quen qua. Chuyện gần chuyện xa mới hay anh tự ra. Anh trách con tàu sao nỡ vô tình rời sân ga. Một lần gặp anh, anh đã mang đi kỷ niệm. Dù rằng thời gian không cho ta nhiều lưu luyến, chuyện về tình yêu như sắc hoa mong màu nhớ. Dẫu cho hững hờ ước mơ vẫn chờ, đường tàu còn đây ta đã xa xa nhau rồi. Người chờ người đi, ai không thương mà không nhớ. Trời càn về trên sân ga.
máu đỏ hơi ốm, ăn nhiều xíu nha em, ba ăn tàn sát luôn đó. Không mập, ba ăn gấp 10 lần em mà ba không mập. Nhưng giỡn thôi chứ em không muốn mập. Còn em đây hả, em hửi không khí em cũng mập. Chiều người đông nhưng ai cũng lạ, tình cờ gặp anh ngỡ như mình quen qua, chuyện buồn chuyện xa mới hay anh từ xa, anh trên con tàu sao nỡ vô tình. Lần gặp nhau anh đã mang đi kỷ niệm, dù rằng thời gian không cho ta nhiều lưu luyến. Chuyện về tình yêu như sắc hoa mang màu nhớ, dẫu cho hững hờ ước mơ vẫn chờ. Đường tàu còn đây đi, ai không thương mà không nhớ. Trời càng về khuya đêm mắt nhiều sương lạnh xa, lắng nghe tiếng còi tàu tìm về trên sân ga. Trời càng về khuya đêm hắt hiu sương lạnh xa, lắng nghe tiếng còi tàu tìm về. Đây, bây giờ cho Linh nó hát bài đi, hát bài Cô Thắm Không Về. Em cũng thích nó hát nhạc rap lắm. Dạ, yeah. Cô Thắm Không Về hả? Ừ. Chỉ nhạc rap là chỉ có Yến hát mới hay thôi. Chứ nó mà Linh là chỉ đu theo. Linh là chỉ đu theo cái gì, Linh cũng đu bolero, Linh cũng đu theo. Yến chàng Linh, nàng Linh chàng Yến. Theo sự yêu cầu của Lệ Rơi, Lệ Quyên. Có người yêu cầu nha. Đúng rồi, chị ké thôi, chị ké. Yeah, là đu theo chị Yến nha các anh chị. Cô Vi không về. Ở đây luôn nè. Từng là hơi ấm bên đời, giờ là cơn gió ngang trời. Mọi người xung quanh thay nhau cho tôi biết cô thắm không về nữa đâu. Đặt tròn niềm tin sai người, giờ này anh không ai cười. Thề hẹn làm chi để rồi bỏ đi. Tôi cố đem tình vun đắp, mây hóa ngàn trời che lấp. Tôi vẫn nơi này đợi chờ cô về với tôi. Là vì tôi quá ngốc nghếch, hay là do gia cánh tôi nghèo, góc đa chỉ còn mình tôi ngồi nhìn trăng lên. Bao nhiêu ký ức một thời giờ thành cây đắng mất đời. Nhà cao rẽ sắc vây cưới lấp lánh sâm, tôi có người đón đưa. Hình dung theo gió mây ngàn, ngồi ôm thương nhớ bé bàng. Phần đời ngắn trai, dẫu biết thân mình cay đắng nhưng cớ sao lòng vẫn buồn. Làm phụ làm thuê làm sao mơ cho được ngọc đà. Cô thắm ngày nào bên tôi nay khuất xa dần mất rồi. Đành thôi tôi phải quên. Tôi còn nhớ ngày cô đi mưa lâm râm nặng hạt, cô vội trao chiếc nhẫn cỏ gương một cô lạnh nhạt. Thế hàng xưa nay còn đâu khi tôi đã không còn cạnh cô, áo gấm lụa đà cô cất bước đi giữa chiếm phù phiếm đến thành đô. À cô thắm ơi,
Anh em phan đừng sao hoa đã cướp mất đi cô Thắm. Tức liệu tranh này chỉ đem bóng trong đó đơn điệu một trái tim. Chỉ biết đợi chờ, chờ cô về trong nỗi tuyệt vọng như mái hiên. Tôi lau giọt nước mắt sau còn đầm hai hàng mi. Đã vô lần tôi nắm lấy thứ tình cảm với tàn đi. Con sông xưa mà vẫn khúc bồi giờ đây là người chịu lỡ. Sao nợ quên đi thứ ân tình xưa mà cãi một đời tôi ghi nhớ. Chờ cô về cho chiếc hôn trong một vòng tay ấm áp. Chờ cô nói cô nhắn tôi chỉ là câu nói thấm thoát. Câu hỏi nó đời tình duyên liệu là cô có trả lời. Tôi bắt buộc chờ và chờ bao giờ hay tôi phải chờ đến cả đời. Ấm bên đời giờ là cơn gió ngang trời. Mọi người xung quanh thấy nhau cho tôi biết cô Thắm không về nữa đâu. Đặt cho niềm tin sai người. Giờ này anh khóc ai cười. Thề hẹn làm chi để rồi bỏ đi. Bao nhiêu ký ức một thời giờ thành cây đắng một đời. Nhà cao sẽ sáng mây cười. Cô không còn là cô Thắm xưa. Nơi đôi thành phố tấp nập cuộc sống của cô giờ ấm êm chưa. Sao buồn vương trên đôi mắt, sau đôi lần không ước đôi mi. Tôi vẫn theo dõi từng ngày cái cây mà cô cất bước đi. Cô xa nơi mái chèo bên sông nhỏ ta thường qua. Cô xa nơi đồng cỏ mái tranh nghèo cạnh vườn hoa. Ánh trăng kia đã còn chờ đợi như mong người giờ nơi đâu. Chỉ biết tôi miệng hơi đen. Sao mà sao cái này mệt quá à. Hát mệt gần chết. Áo đỏ hát đi em. Xíu nữa áo đỏ hát. Mới hát lần 5-6 bài muốn chết rồi. Hát gì nổi nữa cái gì. Cho người ta nghỉ ngơi đi nào mọi người. Hay em chưa ăn trưa nữa. Ai ship hàng tới cho tụi em đi. Ship cho nửa con heo quay đi. Tình đời đi bây giờ. Ok. Tình đời Huy, tình đời. Khi biết em mang kiếp cầm ca. Đêm đêm phòng trà dẫn tiếng hát cho người người. Bao giá rồi 1.150.000 là gì? Gì vậy? Sai lầm của anh. Sóng gió ok chút xíu nữa tụi em sẽ hát những cái bài đó đến cho tất cả các anh chị của mình. Đó là giờ chị Vi là sẽ hát bolero, còn Linh là hát nhạc trẻ nha. Hai dòng nhạc cho nó khác nhau. Cảm ơn các anh chị rất nhiều đã đặt hàng đi nào các anh chị ơi. Tăng cân giảm cân các anh chị. Tăng cân và giảm cân. Tất cả mặt hàng bên em ở đây đều miễn ship nè. Ai muốn tăng cân làm đẹp thì thời điểm này mình sử dụng tăng cân được rồi. Không những là mình có thể mua cho bản thân mình mà mình có thể mua cho ba mẹ của mình. Em thường thường em thấy là các cô chú lớn tuổi thì họ hay có những cái tình trạng là ăn không được ngon miệng. Rồi nhiều khi là giấc ngủ cũng không được ngủ sâu, ngủ ngon. Một khi mà thức giấc rồi là không thể nào ngủ lại được. Dỗ giấc ngủ là rất là khó khăn, đó là do cái sức khỏe của ba mẹ mình. Và ông bà mình đang có cái tình trạng là suy nhược rất nhiều các anh chị. Do là tác động của tuổi già với lại một phần là do cái sức khỏe của mình không được tốt nữa. Ok, Dung đặng cho em số điện thoại nào. Một hộp chỉ có 350.000. Người lớn sử dụng một ngày 2 viên cho em. Sau khi ăn trưa uống 1 viên và sau khi ăn tối mình uống 1 viên là một ngày mình uống 2 viên thôi. Sau khi 1 tuần là các anh chị sẽ thấy được cái sự khác biệt của mình rất là nhiều. Đó là cái bản thân của mình là bắt đầu cảm thấy ngủ được nhiều hơn và ăn được ngon miệng hơn. Và khi mà một tháng là mình sẽ cảm thấy là cái cơ thể của mình nó sẽ thay đổi được rất là nhiều và mình sẽ tăng cân tự nhiên. Một hộp là mình sẽ tăng được khoảng 2-3 kg thôi, tại vì thành phần là thảo mộc nha. Thuốc thì nó mới làm cho mình tăng nhiều và mập nhiều và là tích nước, còn cái này là thảo mộc bên em nó không làm cho mình tăng hoặc là mập nước như các anh chị. Cho nên mình an tâm, cảm ơn Dung Đặng. Chỉ có 350.000 một hộp thôi các anh chị. 350.000 một hộp. Hát bài Tình Yêu được không Linh ơi? Hát rồi, Tình Yêu là hai chị em hát lúc mở màn rồi bạn ơi. Mua 3 collagen được tặng một hộp thỏi son hoặc là một hộp phấn nha. Biên Nguyễn ơi, một thỏi son hoặc là một hộp phấn tùy theo mình muốn chọn cái nào mình chọn nha. Son là 280, còn phấn là 290. Thùy Trinh Lê em cảm ơn, trưa nào cũng theo dõi, cảm ơn ạ. Kim Nám bôi... Xong qua... Bôi gì? Bôi xăng là bôi gì? Trần Lý? Bôi xăng hay bôi xong chị? Vũ Điệu Con Vịt bài đó bị hư biết rồi chị Phượng Vũ, em bữa nó hát bị lỗi nhịp rồi. Ok, Ngọc Trâm để lại số điện thoại giùm em nè, để em có thể liên hệ với mình qua số điện thoại nha chị ơi, hướng dẫn mình sử dụng cũng như là sẽ tư vấn cho mình. Cảm ơn Ngọc Trâm nè. Sai lầm của anh xíu nữa với Linh hát. Son 3CE có màu đỏ cam không? Cái son bên em không phải son 3CE mà là son 5AC nha. 5AC chứ không phải, cái này là số 5, nó trên số 3. Nó bự hơn số 3 các anh chị. Linh ơi anh yêu em nữa, trời ơi, bữa nay em vô hết bình luận cái chữ ngon này hả? Lúc nào vô bình luận gặp em cũng kêu ngon á, làm như thịt em ngon lắm vậy. Tăng cân rồi, hết uống sẽ giảm cân lại không? Nay em nãy đã tư vấn rồi là bên em là thảo mộc hỗ trợ cho mình tăng rồi là không có bị mập nước nên mình không có xuống lại.
có thuốc đang trị ế, ế là do nghiệp nha. Ế là chỉ có đi bùa, đi gỡ bùa thôi, đi gỡ bùa ế đó, do nghiệp mình quá. Chứ không có thế nào mà trị được. Bất nghiệp lại. Hello Nhâm Chu. Nay Nhâm Chu vô trễ nhỉ. Đặt hàng đi nào, làm đẹp ăn Tết đi nào các anh chị ơi. Hello Sư Đặng Đan Thị. Ngang năm vẫn chờ đợi, không biết bà đó luôn, Dung Lê ơi. Điều biết dặm đi em. Ủa, em không biết. Không biết luôn. Lệ Quyên hát bài nữa. Nếu được lựa chọn. Thôi bà đó hát hoài. Cái mình là lạ. Là lạ đi. Là lạ nhưng mà chị phải tập. Chị phải lấy beat sẵn á. Chứ mình vô mình hát ngang thì nó bị bẹt. Nghe nó bẹt bẹt. Ok. Hôm nay có ca sĩ Lam Vy cho nên mình hát nhiều xíu đi. Em cũng ghiền chị hát nữa. Kem nám bôi sáng có được không? Bôi buổi sáng và buổi tối mà chị Trần Lý bôi hai buổi á. À, để hỏi bị sáng, hỏi sáng mà mình đọc xăng. Nguyễn Hằng, hành trình trên đất phù sa. Chim tung bay hót vang trong bình minh. Hát rồi đó nhớ quê lắm. Trang ơi, gánh mẹ hát rồi. Mới hát đó, hát để rồi trở lại. Ông mới yêu cầu gì quên mất tiêu. À, hành trình trên đất phù sa. Có biết không? Không biết, chị không biết. Hát chưa? Hình như em hát rồi một lần mà lâu lắm rồi, không hát lại. Hát bậy bà chứ. Xin có. Em khóc vũ quy, ok. Không có đâu. Để cho em khóc. Remix. Chim tung bay hót vang trong bình minh. Chừng cô đơn ngỡ phong sương hành trình. Từ Long An mộc hoa mi thô xưa về Gò Công. Bài đó hay lắm á. Tìm nữa. Ủa sao bên đây có lâu mà. Gì ở miền Tây nha. Cái bài đó nó hay. Phi Nhung hả? Bài nó hay nhưng mà quên lời, dễ quên lời lắm. Nó nhiều quá. Nhiều. Quên lời quá đi. Hết được không? Xin em được khóc vô quy. Ok. Mộng quá mi thô xuôi về Gò Công điên giang ngũ ngàn như một tấm thảm thương em tôi áo đơn sơ ba ba trên lưng trâu nước da nâu mặn mà hò hò ơi cây lúa tô tươi thơm mùi phù sa đời tao từng vui cười cây bè nổi tiếng ngọt ngai ai ăn rồi như mai miền Tây ngô ngô ghê gái miền Tây má ấy hay dưới các cô đời bao thế hệ phù sa ơi đậm tình
rung sâu. Phù sa ơi, bóng mùa cây trái đơm bông, gái bên trai tình quê thắm nồng, điệu dân ca ngọt ngào. Trà Vinh, sông quê tôi thắm trong tim đầm tình. Phù sa ơi, ngày ngất bước chân. Thật mau cơn mưa chiều tí mát đồng sâu. Phù sa ơi, bóng mùa cây trái đơm bông, gái bên trai tình quê thắm nồng, điệu dân ca ngọt ngào. Mất nghe thôi vậy á. Vì miền Tây rồi, về dùm Bình Dương. Quay lại Bình Dương. Cảm ơn, quay lại Bình Dương bắt đầu quảng cáo. Rồi, căn cứ vấn cái gì nha. Ngọc Lan Đinh, em cảm ơn. Ngày em ra đi, em chỉ mang con tim hành lý. Anh lên núi luôn rồi. Thì cảm ơn tất cả các anh chị mình rất nhiều. Vui hết ngọt ngào quá, cảm ơn. Tăng cân, giảm cân, nhanh tay đặt cánh tiền. Phải bé này béo đoạn hát hay hơn xíu. Hát hay hơn thôi chứ hát hay hơn xíu gì trời. Hát hay hơn nhiều. Ô đi nước vui giặt luôn. Cảm ơn tất cả các anh chị mình. Nếu như ai có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay đặt hàng đi nào các anh chị. Tăng cân hoặc giảm cân nè, son nè, phấn nè. À, những cái loại mỹ phẩm chất lượng bên em đang chờ đợi tất cả các anh chị của mình nha. Nghe Lan Vy hát đậm chất hơn, cảm ơn bạn. Du hành khắp thiên hạ, Hoàng Lan, đường tím bằng lăng, không biết luôn. Tím bằng lăng xong ca, hôm nay hai đứa nữ rồi. Đường tím bằng. Vy tham gia thần tượng bolero đi. Ai ủng hộ không? Ai ủng hộ em không? Đi thi đi. Người ta tưởng Lệ Quyên thứ hai đó. Ca sĩ thần tượng. À, tháng 12 là casting rồi. Đi đi. Em đi thêm làm trợ lý sách vở đâu đó. Ký cái đầu giờ.
Cảm ơn tất cả các anh chị mình. À, đặt hàng để ăn Tết đi nào các anh chị. Tăng cân 350. Văn Đức. Áo trắng hả? Áo trắng là cái gì? Một ca sĩ lòi sĩ sao mì được mọi người. Đúng rồi, ca sĩ với lòi sĩ khác nhau mà. À, cả hai em nữa hay, cảm ơn ạ. Đúng rồi, mọi đứa mọi nét chứ. Chị Vi hát gì? Ăn Đức Lệ Quyên đi. Ai á, ai á? Hay ăn Lệ Quyên luôn. Ăn Đức Lệ Quyên thì sao nè? Lệ Quyên hốt chị luôn á. Đỗ Thảo, cảm ơn ạ. Nào đặt hàng đi nào các anh chị ơi. Hello anh trai Đặc Phạm. Em Linh xinh quá, em cảm ơn. À, Lý Tài, để lại số điện thoại đi nào nếu như mình cần tư vấn nào. Mọi người ơi, mọi người ơi, để lại số điện thoại tiếp tục nghe nhạc không? Ý, chị Quyên lên chơi không? Ừ? Ê, em biết cái bài Hương Tình Trà Vinh không ta? Không luôn. Sắp sửa bài Sóc Trăng rồi nè. Sắp sửa bài thôi, chỉ biết quê em thôi. Ừ. Không biết quê người ta. Nó cũng giống giống nhau nha. Cái điều 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 vậy đó. Không biết chưa hát. Hát là mùa xuân đi em, trời ơi. Hát rồi. Quá trời xuân. Người ta xuân rồi, ta chắc hết xuân, hết Tết luôn rồi. Như ta ra duyên luôn rồi. Ngọc Thu, hâm mộ hai bé, cảm ơn ạ. Mua son mua phấn đi nào. Hiền lên. Sai lầm của anh, ok. Cho chị Vi nghỉ bài. Lên hát đi, lên hát đi. Sai lầm của anh nhưng mà hát với phiên bản thường nha, không hát với bản remix đâu. Tăng cân giảm cân nào các anh chị của mình ơi. Son nè, phấn nè. À, collagen nè, những ai muốn sử dụng collagen để đẹp da cũng có nha các anh chị. Nguyễn Sáu, chỉ còn những mùa nhớ. Phạm Tiến, áo đỏ chứng tỏ hát hay. Áo trắng làm anh lo lắng, trời ơi. Trời ơi, thính độc. Đón xuân này tôi nhớ xuân đi. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa. Mà bà đã bình luận xuân đi à. Ghẹo á. Bé Linh hát đi. Ok ạ. À, để cho em tư vấn chút xíu rồi em hát. Cho chị Vi nghỉ một bài đi. Hát nhiều mệt lắm các anh chị. Đuối lắm. Hôm bữa hát lộn Tông Nam á. Bắt trời nhịp ơi. Cho bà ấy. Bà hát bà la làng không xong. Sai lầm của anh. Cái gì sai lầm nữa nhất không được ra nhận. Đó 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 đó. Đó đó. Bài của Trinh á. Hết pin thì mình lấy cục sạc mình cắm vào rồi mình tránh xa nó 30 mét mình nghe chị. Chứ mình đừng đang sạc mà lại nghe là không được nha. Né né ra. Mình để trong nhà rồi mình chạy ra đường mình đứng mình nghe. Sạc giữ phòng với đừng cắm sạc trực tiếp nguy hiểm nha. Anh từng oán trách em rất nhiều. Sau ngày ấy bỏ anh trong cô liêu. Anh từng nói với em rất nặng lời. Sau ngày ấy bỏ anh ôm chơi vơi. Giờ lớn hơn anh mới hiểu. Ai cũng muốn cuộc sống không lo toan. Vì lúc đây em quá xoa. Em nào dám gửi vận cho anh mà. Sai lầm lớn nhất em mang trong cuộc đời là đánh mất anh khi có tuổi đôi mươi, là muốn nắm ôm em theo cả cuộc đời mà bản thân em còn chưa lo được nỗi. Giờ đây em đã có những thứ em cần rồi, chỉ không có anh nên em đau lòng thôi. Người không dám tin theo bước anh em sẽ đơn đau cuộc đời. Quá đi, biết cái lắm. Sức sắc. Cảm ơn Nhung Nguyễn. Linh linh, linh linh, linh linh, linh linh. Anh từng oán trách em rất nhiều.
sao ngày anh bỏ anh trong cô liêu. Anh từng nói với em rất nặng lời, sao ngày anh bỏ anh ôm trời vơi. Giờ lớn hơn anh mới hiểu, anh cũng muốn cuộc sống không lo toan. Vì lúc đây anh quá xoa, em nào dám gửi phần cho anh mà. Không dám tin tương lai anh thay đổi, giờ theo bước anh em sẽ đến đau cuộc đời. Nghe chưa? Cảm ơn tất cả các anh chị mình. Nếu ai có nhu cầu mua hàng thì nhanh tay đặt hàng đi nào các anh chị. Nếu em được nhận. Nếu bây giờ được chọn nửa một lần nữa. Có bài mua gì miền Trung có luôn. Miền Trung đất bôi phủ sáu chị miền nào vậy chị bây? Chị à, chị dạng Trung mà Trung Trung Lai đó, Trung Nam rồi. Trung Nam à? Trung Nam là qua Bắc phải không? Trung Nam là Tây Ninh. Cảm ơn tất cả các anh chị nè. Anh chị nào mình cần mua hàng thì mua hàng đi nào, để hai chị em hát bài nữa xuống và tạm biệt tất cả các anh chị luôn. Tư vấn cho tất cả các anh chị mình chút xíu nữa là hai chị em sẽ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị mình luôn nha. Chị Vy tối nay có hát không? Lại hả? Ừ. Không. Vậy là tối nay em với em với Yến. Tối nay như thầy Thi Thảo. Thi Thảo hả? Thi Thảo qua hả? Ừ. Hồi lâu quá không gặp Thi Thảo quá. Ừ. Chị biết chị không? Biết. MC. Kiểu như mà mình dân hát là biết hết không? Vòng vòng mình chơi chung nhau không à? Vậy là mình dương là biết hết. Cảm ơn các anh chị. Nếu được chọn lựa. Mưa chiều miền Trung. Mua hàng ủng hộ đi nào. Còn khoảng 10 phút nữa là hai chị em xuống rồi các anh chị ơi. Làm đặt hàng mạnh mạnh vô nha. Rồi chơi dài bỏng nữa rồi. Mít Linh hát hình như không hay. Mít này 4 triệu, mít kia 8 triệu rưỡi. Nó mắc gấp đôi mà hỏi hay hay không? Các anh chị nghe nó sẽ khác nhau chứ. Mít 4 triệu với 8 triệu rưỡi thì hai cái âm nó sẽ khác nhau. Các anh chị ơi, hát tiếp đi, mới nghỉ ông nậu ơi, mình còn chết rồi hối hấu hoài, bực bội. Bực bội. Để cho người ta, tôi từ bé bán hàng siêu đi. Hát hoài ngồi chết vậy, chết liền. Thế là Bình Định rồi. Rồi Bình Định ở, không có giọng này giống Phú Yên. Giọng này giống Phú Yên, còn Bình Định là nó mạnh mẽ hơn. Bình Định, Phú Yên nó cũng dân nhông nhông nhau. Nhà Phú Yên cái kiểu như nó bẹt bẹt hơn á. Cảm ơn tất cả các anh chị leo dạ đặt hàng để lại số điện thoại. Mua để lại số điện thoại giùm em đi. Mọi người ơi, tăng cân nè, giảm cân nè. Vi hát đi. Mưa chiều miền Trung đang mưa chiều miền Trung đây. Đây, hay á em. Đúng rồi. Em về miền Trung nha. Tư vấn chút xíu nữa rồi mới hát. Các anh chị ơi, mua hàng ủng hộ đi ạ. Tết tới rồi, mua hàng cho hai chị em đủ đơn. Bữa nay mới có cơm ăn thôi, hai chị em ăn mì gói. Mua hàng nhiều đi cho hai chị em được tăng lương. Chắc cuối tháng rồi các chị. Mua nhiều đi cho hai chị em tháng này có cơm có cháo ăn các chị ơi. Chân thân bạn.
lì xì đi, mình Tết mà không có lì xì thì mình lì xì cái này. Hai đứa em có cơ kiếm cơm chút ha. Yeah. Linh ít nói thôi hả? Ủa em nói rồi mắc mới vậy đến năm anh năm hơn. Sao bữa nay anh bị vô duyên quá vậy? Anh muốn bị chặn cho khỏi xem không? Hả? Hôm nay sao anh bị vô duyên chứ à? Bán hàng mà không nói lấy gì người ta mua? Lên đâu nói nữa không ai mua luôn á. Ừ, không nói mà vô ngồi không lẽ nhìn. Ủa có ai mua không? Có ai mua hàng cho em không các chị? Ngắm cơ. Khổ dễ sợ, không nói cũng nói mà nói cũng nói. Ây da da, cái gì vậy? Mua em Linh cho một loại tăng cân. Ok, cho anh số điện thoại nha. Yêu. Giọng Linh giống Xuân Nghị. Nè chơi kỳ ha. Anh mua hai hộp tăng cân rồi, cảm ơn Viết Cường. Ngô Thùy An, cảm ơn Ngô Thùy An. Cảm ơn ạ, các anh chị mình nhanh tay đặt hàng để lại số điện thoại giùm em ha. Anh đẹp nha, hàng tháng nữa Tết rồi. Cảm ơn Nhung Trần. Tăng cân giảm cân son phấn tất cả mặt hàng ở đây miễn ship nha. Sao mình đặt tăng cân hoài không chốt? Ok Mimi, bên em sẽ kiểm tra đơn hàng lại. Cảm ơn Nguyễn Sơn, bên em sẽ kiểm tra đơn hàng của lại mình lại nha. Nếu đặt hàng mình không thấy thì mình cứ để lại số điện thoại cho em. Anh chị thấy em không? Thấy rồi. Linh hát hay những gì? Nhìn nó khen nó chữ không biết đâu. Hai em Lan lương tháng được 100 triệu không? Trời dạ, ơi. Dạ, được 100 triệu à. Ý là mình hơn lương của nghệ sĩ nổi tiếng không bằng, lương tháng 100 triệu. Cho anh Lợ tăng cân, ok Diễm Hoàng. Nếu có nhu cầu mua thì để lại số điện thoại giùm em nha. Chứ để lại số điện thoại giùm em đi nào, để bên em có thể kiểm tra đơn hàng của mình lại các anh chị. Không ai tư vấn nữa, hai chị em hát bài nữa xuống luôn. Bé Linh này, mập này. Béo ú. Cưng mà. Kệ người ta đi sao kỳ quá à, mấy anh chị ơi. Người ta mập là do gia đình người ta giàu, có điều kiện người ta ăn nên người ta mập vậy đó. Mây lưng lờ trôi, trời miền trung mưa lắm bạn tình ơi. Chờ anh nay bao đông rồi, mà anh chưa về bên đời. Xin cảm ơn rất nhiều sự nhiệt tình của tất cả các anh chị của mình. Và xin cảm ơn tất cả các anh chị ngày hôm nay đã mua hàng ủng hộ cho hai chị em Linh Vy. Và bây giờ là cũng khá là trễ rồi, cho nên là hai chị em xin được phép tạm dừng chương trình âm nhạc của mình tại đây, và hẹn các anh chị vào một thời gian gần nhất sẽ quay trở lại với chị Lan Vy nha. Tối nay thì có Yến Linh, Yến Vy. Ủa? Sẽ có Yến Linh, không có chị Vy. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị một lời like sớm nhất.